Ơi, rủ cả nhà đi thu hoạch hành củ bự trên nhà ông chủ rồi nha. Đây, nó đã ghê chưa. Trời ơi, củ nào cũng nấy nó bự đã ghê chưa. Wow, mê quá mê luôn. Củ nào cũng nấy nó to đúng luôn, bự ơi là bự. Ghiền luôn á. Thu hoạch củ này nó mê. Nằm cho nó nằm đây nguyên một ngày cho nó ráo nước, ráo cái khô này này, xong rồi mang vô nhà. Đó. Củ nào củ nấy nó bự chán. Đã ghê chưa? Đây nè. Đó. Quá trời quá đất nè. Mê. Đây nè cả nhà ơi. Nè, mê quá là mê luôn. Nè. Mê quá. Rồi. Được dãy hành. Ôi ôi đã chưa cả nhà. Mê quá mê. Mình đây cả nhà ơi. Cầm mỏi tay quá. Nên là bỏ cái máy xuống đi nhổ rồi. Trời ơi, quá trời hành. Bao la hành chưa? Nguyên dãy luôn. Còn mấy em này nhổ luôn. Hôm nay, năm nay là hành quá chất lượng luôn. Rồi, được mấy em cuối cùng nó là hết hành. Rồi, sắp đá ơi đá. Nguyên một dãy hành lá. Cái lộn lại hành lá nữa. Đó. Bao la hành củ bự. Đó. Rồi, đá gì đâu luôn hết rồi. Này ha. Rồi. Thu hoạch được mớ hành đỏ mé bên kia. À, rồi một mớ hành bên đây. Trời đã dễ sợ ha. Đêm mê luôn. Hello, chào cả nhà. Mới hái được nguyên thùng dâu cho chị quản lý đây. À, còn một cái này Nhung Hà đi hái tiếp cho bà chủ nha. Đó. Đem rổ đem đồ theo nữa nè. Đó. Cái dãy một nửa này mình chưa có hái nữa. Còn bên đây chưa hái nữa. Ôi rồi. Qua trời. Giờ hái thêm mớ. Bao là trái nhiều á, hái đã tay luôn. Ở bên đây. Trái bự bự không? Úi dồi ôi. Nó mê quá mê luôn. Hôm nay được chắc cả rổ này nữa cho coi. Hơn
Công nhận dâu tây trái đẹp đẹp không cả nhà. Hôm đây nắng. Mấy trên farm nó nắng nhiều rồi nha. Trồng bắp cải nó nào bắp cải đó thu lù như con voi vậy á. Một cây chín mấy trái được. Wow, đã chưa? Mê không à nhỉ? Trái bự bự không nè. Ong rồi nha. Này mình hái hoài nha ơi. Vợ ra nhiều hái nhiều vậy đó. Nó bông quá trời nữa đây. Cả chùm mà về lên đây nè nhà, đã ghê chưa? Đấy là hư rồi. Thơm quá là thơm luôn. Bữa giờ mình hái được mấy chục. Ôi, chắc mấy trăm ký đầu mùa giờ. Cứ 2-3 ngày là hai lần, 2-3 ngày hai lần. Công nhận dâu này đâu mà nó đẻ, công nhận là gọi là đẻ giỏi. Trái quá trời trái. Nó là nước đó. Và cái cây này nó mỏng, cây dâu tây. Bự ha. Wow, trái này bự quá trời. Đây cái sợi đã mê quá là mê. Hồi đau cái lưng luôn rồi nhau. Vừa làm vừa quay phim, vừa ghép video, vừa nói chung là một ngày mình làm không biết bao nhiêu việc. Mà mình làm mãi mà sao mãi mà không hết việc rồi nhau ơi. Việc đâu mà việc quá trời luôn. Nhưng mà không sao, mình vui ở nhà ơi. Mỗi ngày mình cần nhiều niềm vui. Tại vì mình thấy trái ra nhiều trái, mình vui quá trời là vui. Cái bao nhiêu cực nhọc nó không có xi nhê gì á. Quá trời này. Hái hư rồi cả nhà. Em này còn không sao.
Mẹ mình qua đây 1 tháng chắc buồn. Mình đi làm tối ngày. Mà điều may mình đi làm có 4 tiếng thôi không sao, còn về chơi với mẹ được. Hoặc là rủ mẹ lên đây chơi. À, coi Nhung Hòa đi làm như thế nào. Hái cây rồi rau củ. Chơi nhà buồn lắm. Nói chung làm việc gì cũng vậy. Tay cố gắng làm để vì con rồi vì tương lai của mấy nhỏ sau này á nhà. Chứ mình lớn tuổi rồi. Mình đâu có ham muốn cái gì nữa. Có leo trèo cái gì nữa đâu rồi. Bắt đầu trung niên rồi. Tuổi này là chỉ có giữ sức khỏe thôi chứ không còn bon chen nữa. Lúc còn trẻ thì ôi rồi ước đủ thứ mà Nhung Hà, ước đã thành sự thật rồi nên là mình không có ước muốn nào cầu sức khỏe với con mình nó thành tài, nên mình hơi cũng ráng cho mình thì không, mình không ước gì nữa, tại vì mình chỉ ước có căn nhà, có chồng, có căn nhà, có mảnh vườn để mình làm. Vườn là mình đã có rồi rất là nhỏ. Mình chỉ ước một căn nhà nhỏ thôi. Thế mà gặp được ông xã cho mình nguyên căn gạch, nguyên cái căn nhà to luôn, tha hồ ở đã luôn rồi. Nói chung là đã thành sự thật rồi. Hồi nhỏ cứ ước ao vậy thôi, chỉ có mảnh vườn là thích nhất. Mình đã thành sự thật rồi. Ông xã cho mình nguyên vườn bự luôn. Bởi vì lúc qua mình nói mình ước gì mình chỉ có thích mảnh vườn thôi, nhà thì anh có rồi chi giờ em chỉ ước cho em mảnh vườn thôi, đủ anh trồng được 3 hay 4 dãy gì mình nhớ, không biết có video nào mình có to chụp tấm hình nữa đó. Có 3 4 dãy thì thôi, từ hồi mình qua anh mới gầy ra nhiều cho mình cứ lấy tay mình đào 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 cái anh thấy tội quá, cái anh mới mượn cái xe xúc, lúc đó là mượn mấy hàng xóm, tại vì lúc đó chưa có xe xúc, còn bây giờ có xe xúc rồi, giờ ưng nhiều vườn anh cũng xúc cho mình hết, chứ hồi đó mình xúc bằng tay không đó cả nhà, đi xúc từng xẻng đất không á, mua đất về rồi xin đất về, mua với xin hồi đó là xin trên farm này phân dê này. Rồi công nhận nó phân về hồi đó xin về trồng cây đá luôn á. Thì hồi đó họ chưa có vườn, họ chỉ nuôi nuôi dê để làm phô mai thôi, không có làm vườn. Cái để xin được, còn bây giờ họ làm vườn họ để dành. Họ dành để họ bón phân cho vườn cây chứ đâu có cho nữa đâu. Mình phải mua. Mua phân bón organic. Chứ mình đâu có bí quyết cái gì đâu. Chị bón phân thì mình mua phân gì mình đi mùa xuân đó mình mua phân gì mình có quay cho cả nhà xem hết trơn á, đâu có giống nghề đâu, cứ mỗi lần thu hoạch là mình cứ bón phân thôi đó. Ui đã chưa, nay thu hoạch được 1 rổ nhiêu đây,